so I was expecting you gonna sing in Vietnamese. Can you sing any song in Vietnamese? If you can teach me, I will sing. Thật ra là đợt trước thì về rớt quá, bật quá, nè này thì lại. hôm nay thì sẽ hai bạn này sẽ là Hùng Mát Phương và Chloe sẽ không hát chính mà sẽ nhường ngôi vô cho anh Tròn đánh trống, sẽ vừa đánh trống vừa hát. Ồ, anh thấy ban giám khảo đẹp không? Mọi người đẹp. Ai đẹp nhất? Em biết nhưng mà em không nói được. Tôi riêng Quyền Linh thấy chỉ có một người đẹp thôi. Là ai? Anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng ngồi bên kia kìa. Tất cả sẵn sàng, 3 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai? Hey John. What's up man? It's okay? It's a little bit slow. It's too fast or slow? Yeah, it's a little bit worse. Try again. Faster, faster. That's it. Okay. All right. Would I like to ask you a question? Do you have the time to listen to me whine about nothing, everything, all I want? One, two, three, four. I am one of those melodramatic fools. Running to the phone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps heading up. I think I'm breaking up. Am I just paranoid? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's a lack of sex that's bringing me down. But I went to a whore. It said my life's a bore. Joke with my wedding guests, it's bringing her down. Sometimes I keep myself so quick. Time on my play tricks on. To analyze my dreams. She says it's a lack of sex that's bringing me down. Well, I went to a war. Yes, and my life's a bore. Joke with my wedding guests, that's bringing us down. Cause I keep myself up. Cause I'm my blade sticks on me. It all keeps adding up. Well, I think I'm fucking it up. Am I just paranoid? Or am I stoned? Phong cách của anh chơi đàn, chơi nhạc là quá chuyên nghiệp rồi. Đâm ra thật sự lúc trước á, tưởng nhớ tuần trước là chấm của anh, mấy anh có 9 điểm rưỡi à. Đáng lẽ là chấm 10. Nhưng mà tại 9 điểm rưỡi sao? Tại chấm 10 cái tự nhiên mình thấy ép mấy thí sinh khác quá. Mình thấy mấy anh to, mấy anh bự quá. Đúng không? Cái mình tránh chấm có 9 rưỡi là tự nhiên hơi cảm tính tí xíu. Chứ thật ra trong lòng các tường là mấy anh chơi nhạc quá chuyên nghiệp. Mười mấy năm chơi nhạc rồi. Cho nên là coi như là mình cứ nghĩ giống như nghệ sĩ với nhau á. Mình nghĩ các anh lên đây để biểu diễn cho khán giả của bạn có thực tài xem. Nhiều hơn, tự nhiên mình nghĩ vậy á, chứ mình không nghĩ mấy anh đi thi. Thấy có ai căng thẳng gì đâu.
À, đâm ra là chính vì vậy cái chấm có 9,5 điểm thôi. Theo như ý của Tường mà đợt này mà có mấy khán giả họ không họ bấm đèn đỏ đó, tại vì tuần trước á mấy anh chơi cái bài nhạc đó quá quen thuộc, đâm ra khán giả họ hưởng ứng theo mình được. À, đợt này đèn đỏ nhiều hơn, lý do là cái bài nhạc của mấy anh không có quen, cho nên là ban giám khán giả họ không có thể là nhún nhảy nhịp theo được. Chính vì vậy có đèn đỏ. Còn đối với các Tường thì dòng nào mấy anh cũng đi biểu diễn hết trơn á. Chắc em nghĩ là ban giám khảo khán giả sợ ồn á, hoặc là không thích ồn á, tại vì em chơi ồn quá. Không có thể, anh giống như đang biểu diễn chứ không phải đi thi. Thành thử ra em lo em coi không mà em quên chấm luôn rồi. Em kết nhất cái màn hớt tóc cuối cùng của anh đó, em nghĩ ở đây chứ mình em cạnh tranh với anh được thôi đó. Tại chị bới tóc thì chị thả ra tóc dài anh cưng hết trơn. Đúng không quý vị? Chị chạy ghê quá. Ở đây cái người tóc dài nhất người ta không nói đó là Minh Đức. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Minh Đức 9,5 điểm, Minh Nhí 10, Cát Tường 10, Lê Hoàng 9,5 điểm và Vy Oanh là 10. Xin cảm ơn. Tổng số điểm dành cho các anh là 50 điểm. Bạn có thật